Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 12, Phẩm Dực Thẩm. Tư duy. Một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy Thế Tôn bảo các tỷ kheo: thuở trước, này các tỷ kheo, một người đi ra khỏi Dương Xá nghĩ rằng ta sẽ suy tư về thế giới, và người ấy đi đến hồ sen Sumagaha. Sau khi đến, ngồi trên bờ hồ Sumagaha và suy tư về thế giới. Này các tỷ kheo, người ấy trên bờ hồ Sumagaha thấy một đoàn quân với bốn loại binh chủng, voi, ngựa, xe, bộ binh, đi vào trong một củ sen. Thấy vậy, người ấy nghĩ: có lẽ ta phát cuồng, có lẽ ta điên loạn, nay ta thấy một điều không thể có ở đời. Rồi người ấy: này tỷ kheo, đi vào trong thành và nói với một quần chúng lớn: này quý vị, có lẽ ta phát cuồng, này quý vị, có lẽ ta điên loạn, nay ta thấy một điều không thể có ở đời. Như thế nào, này bạn, bạn phát cuồng? Như thế nào, bạn điên loạn? Bạn đã thấy gì không thể có ở đời? Thưa quý vị, tôi đi ra khỏi Dương Xá nghĩ rằng tôi sẽ suy tư về thế giới. Tôi đi đến hồ Sumagaha. Sau khi đến, ngồi trên bờ hồ Sumagaha suy tư về thế giới. Thưa quý vị, tôi thấy trên bờ hồ Sumagaha một đoàn quân với bốn loại binh chủng đi vào trong một củ sen. Thấy vậy, thưa quý vị, tôi nghĩ có lẽ ta phát cuồng, có lẽ ta điên loạn, nay ta thấy một điều không thể có ở đời. Thật vậy, này bạn, bạn đã phát cuồng. Thật vậy, bạn bị điên loạn, bạn đã thấy một điều không thể có ở đời. Này các tỷ kheo, điều mà người ấy đã thấy là có thật, không phải không thật. Thuở xưa, này các tỷ kheo, chư thiên và loài Susara dàn trận để khai chiến. Và này các tỷ kheo, trong trận chiến ấy, chư thiên thắng trận, các Asura bại trận. Các Asura bại trận, này các tỷ kheo, hoảng hốt đi vào thành Asura ngang qua củ sen vì quá sợ hãi chư thiên. Do vậy, này các tỷ kheo, chớ có suy tư về thế giới. Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường, hay thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên, hay mạng sống và thân thể là một, hay mạng sống và thân thể là khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Vì sao? Các điều suy tư ấy, này các tỷ kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nếu có suy tư, này các tỷ kheo, các ông hãy suy tư, đây là khổ, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì sao? Các suy tư như vậy, này các tỷ kheo, liên hệ đến mục đích. Các suy tư ấy làm căn bản cho phạm hạnh. Có suy tư ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Dực thẩm. Một thời, Thế Tôn ở tại Dương Xá trên núi Linh Thú. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, chúng ta hãy đi đến Patihanakuta để nghỉ trưa. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng số đông tỷ kheo đi đến Patihanakuta. Một tỷ kheo thấy một vực thẳm ở Patihanakuta, thấy vậy liền bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thật là lớn vực thẳm này. Bạch Thế Tôn, thật là đáng sợ hãi vực thẳm này. Bạch Thế Tôn, không biết có vực thẳm nào khác lớn hơn và đáng sợ hơn vực thẳm này. Này các tỷ kheo, có vực thẳm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn vực thẳm này. Bạch Thế Tôn, thế nào là vực thẳm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn vực thẳm này? Này tỳ kheo,
Những sa môn hay bà la môn nào không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Họ quan hỷ với các hành đưa đến sanh, họ quan hỷ với các hành đưa đến già, họ quan hỷ với các hành đưa đến chết, họ quan hỷ với các hành đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Vì họ quan hỷ với các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ tạo dựng các hành đưa đến sanh, họ tạo dựng các hành đưa đến già, đưa đến chết. Do họ tạo dựng các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não, nên họ rơi vào dục thẩm sanh, họ rơi vào dục thẩm già, họ rơi vào dục thẩm chết, họ rơi vào dục thẩm sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ không liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không liễu thoát khỏi đau khổ. Và này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ không quan hỷ với các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Vì họ không quan hỷ với các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Do họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ không rơi vào dục thẩm sanh, họ không rơi vào dục thẩm già, họ không rơi vào dục thẩm chết, họ không rơi vào dục thẩm sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ liễu thoát khỏi đau khổ. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhiệt não. Này các tỷ kheo, có một địa ngục tên là Đại Nhiệt Não. Tại đấy con mắt thấy sắc gì? Chỉ thấy bất khả lạc sắc, không phải khả lạc sắc. Chỉ thấy bất khả hỷ sắc, không phải khả hỷ sắc. Chỉ thấy bất khả ý sắc, không phải khả ý sắc. Tai có nghe tiếng gì? Mũi có ngửi hương gì? Lưỡi có nếm gì gì? Thân có cảm xúc gì? Ý có nhận thức pháp gì? Chỉ nhận thức bất khả lạc pháp, không phải khả lạc pháp. Chỉ nhận thức bất khả hỷ pháp, không phải khả hỷ pháp. Chỉ nhận thức bất khả ý pháp, không phải khả ý pháp. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật lớn thay nhiệt não ấy. Bạch Thế Tôn, thật khéo to lớn thay nhiệt não ấy. Bạch Thế Tôn, không biết có nhiệt não nào khác nữa, còn lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy. Này tỷ kheo, có nhiệt não khác còn đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy. Bạch Thế Tôn, nhiệt não khác ấy như thế nào, còn lớn hơn và đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy? Như đoạn số 4-5-6 của kinh trước, có một thay đổi trong kinh trước có nói: họ rơi vào dục thẩm sanh, dục thẩm già, dục thẩm chết, dục thẩm sầu, bi, khổ, ưu, não. Còn kinh này nói: họ bị đốt cháy trong nhiệt não sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, với những thay đổi cần thiết khác. Nhà có nóc nhọn. Này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau, sự kiện này không xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không xây dựng tầng dưới của ngôi nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà, sự kiện này không xảy ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không có sự thật giác ngộ thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau, sự kiện này không xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Sau khi xây dựng tầng dưới của căn nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà,
sự kiện này có xảy ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Sau khi Như Thật giác ngộ Thánh Đế về khổ, Thánh Đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ đoạn tận khổ đau. Sự kiện này có xảy ra. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Chi Gala. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm tại trùng các giảng đường. Rồi Tôn giả A Nan vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vesali để khất thực. Tôn giả A Nan thấy một số đông thiếu niên người Dichavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không ai trượt lần nào. Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ, thật có tập luyện, các thiếu niên Lichavi này thật khéo tập luyện, các thiếu niên Lichavi này, vì rằng từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên kia, không sai trượt lần nào. Rồi Tôn giả A Nan sau khi khất thực ở Vesali xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Vesali để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy rất nhiều thiếu niên Lichavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy, con nghĩ như sao? Thật có tập luyện, các thiếu niên Lichavi này, thật khéo tập luyện, các thiếu niên Lichavi này, vì rằng từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Ông nghĩ thế nào? Này A Nan, cái gì khó làm hơn hay cái gì khó đạt đến? Từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào, hay bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần? Việc này khó làm hơn, bạch Thế Tôn, khó đạt đến hơn, tức là bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần. Cũng vậy, này A Nan, chúng đâm xuyên ngang qua một cái gì có đâm xuyên hơn là những ai Như Thật đâm xuyên qua, đây là khổ. Như Thật đâm xuyên qua, đây là con đường đưa đến sự khổ diệt. Do vậy, này A Nan, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Hắc ám. Có một hắc ám giữa các thế giới không có trần che, tạo ra tối tăm, tạo ra hắc ám. Ở đấy, ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy cũng không hiện ra. Được nghe nói như vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: thật là to lớn, bạch Thế Tôn, tối tăm ấy. Thật là to lớn, bạch Thế Tôn, tối tăm ấy. Bạch Thế Tôn, có một tối tăm nào khác còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tối tăm ấy? Này tỷ kheo, có một tối tăm khác còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tối tăm ấy. Bạch Thế Tôn, sự tối tăm khác ấy là gì? Còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tối tăm ấy. Như đoạn số 4, số 5, số 6, kinh 42, có một thay đổi. Trong kinh trước có nói, họ rơi vào vực thẳm sanh, vực thẳm già, vực thẳm chết, vực thẳm sầu bi khổ ưu não. Còn kinh này thời nói, họ rơi vào tối tăm sanh, tối tăm già, tối tăm chết, tối tăm sầu bi khổ ưu não. Lỗ khóa. Ví như, này các tỷ kheo, một người quăng một khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn. Tại đấy có con rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng hay không? Năm khi mười quạ may ra có thể được, bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài. Ta tuyên bố rằng còn mau hơn. Này các tỷ kheo,
là con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng ấy, còn hơn kẻ ngu khi một lần đã rơi vào đọa xứ để được làm người trở lại. Vì sao? Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các tỷ kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau, và chỉ có người yếu bị ăn thịt. Vì sao? Vì không thấy được bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Lỗ khóa. Ví như, này các tỷ kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng, rồi gió phương đông thổi nó trôi về phương tây, gió phương tây thổi nó trôi về phương đông, gió phương bắc thổi nó trôi về phương nam, gió phương nam thổi nó trôi về phương bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không? Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy. Thật khó được vậy, này các tỷ kheo, là được làm người. Thật khó được vậy, này các tỷ kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẩn giác. Thật khó được vậy, này các tỷ kheo, là pháp và luật này do Thế Tôn thuyết giảng chiếu sáng trên đời. Nhưng nay, này các tỷ kheo, các ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, và pháp và luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm. Xem đoạn số 7 kinh trước. Núi Sinaru. Ví như, này các tỷ kheo, một người đặt trên núi Sinaru, vua các loài núi, các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì làm nhiều hơn? Các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được đặt như vậy thay núi Chúa Sinaru. Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là núi Chúa Sinaru. Rất ít các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được đặt như vậy. Chúng không có thể ước tính được, chúng không có thể so sánh được, chúng không có thể thành một phần nhỏ được. Khi đem đặt các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu so sánh với núi Chúa Sinaru, cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, cái người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ. Nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người đã rõ biết, đây là khổ. Đã rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Núi Sinaru. Ví như, này các tỷ kheo, núi Chúa Sinaru đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, chỉ còn lại các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, núi Chúa Sinaru ấy đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn, hay các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu còn tồn tại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là núi Chúa Sinaru đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn, và ít hơn là các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được còn lại, không thể đem ước tính, không thể đem so sánh, và không thể bằng một phần nhỏ. Nếu so sánh các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu còn lại với núi Chúa Sinaru, đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu mòn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, được tiêu mòn này, và rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ,
nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người đã rõ biết đây là khổ, đã rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, như đoạn số 5 kinh trước